Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo bikini cho bé họa tiết tam giác ở cúp ngực như thế này. Ở các cái sợi dây cài điều chỉnh thì mình có móc các cái mũi dời cho sợi dây cài của mình nó được dày dặn hơn nha. Và có trang trí một mẫu hoa nằm chính giữa. Dụng cụ mình gồm len mikoton, kim móc mình sử dụng kim móc 3.0mm. Hoặc nếu không có mẫu kim này thì có thể dùng cho mình loại kim có cái đầu kim to hơn sợi len 1/2 nha. Đây. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần thân áo. Thì để việc đo size áo nó được chính xác hơn, ở đây mình có móc sẵn một mẫu quần bikini như thế này. Thì mẫu quần này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước, mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Số mũi móc xích đầu tiên của cái phần mông phía sau này nó sẽ bằng với số mũi móc xích đầu tiên mà ta gây nên ở phần thân áo nha. Đây, nó sẽ có số mũi móc bằng nhau. Thì ở mẫu quần mình móc 38 mũi móc xích nên bây giờ mình sẽ tiến hành tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó móc cho mình 38 mũi móc xích đi lên bằng với số mũi móc xích của cái phần mông quần nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 và 38. Sau khi đã được 38 mũi móc xích liên tiếp thì lúc này cái bề ngang này nó sẽ bằng ngang ngực của bé. Tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 và 3, móc vào chân móc thứ 38 một mũi kép đơn. Tương tự chân móc thứ 37 cũng móc một mũi kép đơn vào đây. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến đầu dây cuối cùng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được 38 mũi kép đơn cho hàng móc xích đầu tiên thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần cúp ngực đi lên. Thì 38 mũi móc này các bạn chia đôi ra cho mình nha. Mỗi bên cúp ngực ta sẽ có 19 mũi móc. Móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở chân móc đầu tiên, ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ 2 một mũi kép đơn. Tiếp tục chân móc thứ 3 móc một mũi kép đơn. Chân móc thứ 4 cũng móc một mũi kép đơn. Chân thứ 5 cũng tương tự móc một mũi kép đơn. Sau đó móc tiếp các chân móc còn lại cho đến khi ta móc được vào 17 chân móc ha. Tính luôn cả cái mũi móc mà ta bỏ qua. Tức là ta sẽ có 16 mũi kép đơn cho 17 chân móc. Khi đã móc được 17 chân móc của cái hàng móc đầu tiên, tính luôn mũi móc mà ta bỏ qua đầu tiên này nè. Thì ở cái đầu móc tiếp theo mình sẽ tiến hành giảm mũi nha. Tức là chân thứ 18 và 19 của cái hàng móc này ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân.
Các bạn lấy len và đâm kim vào chân 18. Kéo len qua chân móc, sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân 19. Kéo len qua chân móc, kéo qua hai chân móc trên kim, sau đó kéo len cho mình qua ba chân móc trên kim. Như vậy là ta đã giảm được hai mũi móc, một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo cũng tương tự như hàng móc mà ta vừa móc, tức là giảm một mũi ở đầu và cuối. Mũi đầu tiên bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho các chân móc còn lại và chừa cho mình hai chân móc cuối cùng nha. Ta sẽ móc đến chân móc thứ ba tính từ ngoài vào. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở hai chân móc cuối cùng ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân. Lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Đâm kim vào chân cuối cùng. Kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim, sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Như vậy là hàng móc thứ ba này mình cũng giảm được hai mũi, một mũi ở đầu và một mũi ở cuối. Quay ngược đầu móc lại, sau đó làm tiếp cho mình thêm hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc. Cũng bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và hai chân cuối cùng ta cũng tiến hành chụm lại thành một chân nè. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như các cái hàng móc mà mình vừa móc. Móc cho đến khi cái hàng móc cuối cùng ta đạt được từ 3 cho đến 1 mũi móc nha. Mỗi hàng móc ta cũng giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc và làm tương tự cho nhiều hàng móc tiếp theo. Sau khi móc thêm được nhiều hàng móc giảm mũi ở đầu và cuối hàng móc thì ta được một cái hình tam giác như thế này. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Thì ở cái hàng móc cuối cùng này mình có chừa ra 3 mũi móc nè. Hoặc là nếu không thích chừa ra 3 mũi móc thì các bạn có thể lên cho mình thêm 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại, sau đó chụm cho mình 3 cái chân móc này lại thành một chân ở phía trên nha. Bỏ qua chân đầu tiên và hai chân kế bên sẽ chụm lại thành một chân nè. Kéo lên qua 3 chân móc trên kim. Như vậy là 3 mũi móc ở phía dưới ta chụm lại được thành một mũi ở phía trên. Thì đối với mẫu này mình sẽ không tạo một điểm ở phía trên mà ta sẽ chừa ra 3 chân móc ở hàng cuối cùng này. Từ đây tiến hành cắt len. Ta sẽ chừa ra 3 mũi móc ở đây nha. Bây giờ mình sẽ móc tiếp cái phần cúp ngực còn lại. Từ sợi len màu hồng này tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Các bạn sẽ nhìn cho mình cái hàng móc đầu tiên của cái phần cúp ngực ở bên này thì cái mặt phải nó sẽ bắt đầu móc từ đây nè. Thì bây giờ các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc mặt trái của cái hàng móc đầu tiên và ta sẽ tiến hành móc từ cái điểm này ra phía ngoài nha, cho cái mặt phải này nó tương ứng với cái mặt phải ở bên này. Ta đâm kim vào chân móc thứ 20 của cái hàng móc phía dưới này nè. Đâm kim vào chân móc thứ 20. Sau đó kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Thì hàng móc đầu tiên của cúp ngực đầu tiên ta giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc.
Thì hàng móc tiếp theo này mình cũng tương tự nha. Móc giảm một mũi ở đầu và cuối nè. Thì mũi đầu tiên ta sẽ không móc vào cái mũi móc mà mình vừa móc, mà các bạn sẽ bỏ qua chân móc này và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Như vậy là ta cũng giảm được một mũi ở đây nè. Tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì sợi len thừa lúc này của mình nó được giấu vào trong mũi móc như thế này. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và ta cũng chừa ra hai chân móc cuối cùng, móc đến chân thứ ba tính từ ngoài vào. Tiếp tục giảm một mũi ở hai chân móc cuối cùng này, lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim, móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì từ hàng móc đầu tiên ta móc cho phần cúp ngực còn lại, các bạn sẽ làm tương tự cho mình các hàng móc tiếp theo, giống như cái phần cúp ngực mà ta móc ban đầu nè. Ta sẽ tạo thêm một phần cúp ngực bằng với phần cúp ngực ban đầu mà mình móc. Mỗi hàng móc cũng giảm một mũi ở đầu và cuối hàng móc nha. Ta sẽ móc cho mình cho đến khi hàng móc cuối cùng ta còn lại 3 mũi móc. Và lưu ý chân đầu tiên giảm mũi, ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng chụm hai chân cuối cùng thành một chân, sau đó làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Sau khi đã hoàn tất được hai phần cúp ngực tam giác như thế này, thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại toàn bộ phần thân áo. Ta sẽ dựa vào hàng móc đầu tiên của cái phần thân áo này. Thì cái hàng móc đầu tiên này, đây là mặt phải nè, nên các bạn bắt đầu viền cho mình từ cái hàng mặt phải này. Đây, ta sẽ bắt đầu viền từ cái điểm này, sau đó viền đến cái phần cúp ngực chính giữa và viền lại toàn bộ phần lai áo ha. Từ đây móc lên một mũi móc xích, sau đó di chuyển kim đến chân móc của cái hàng móc phía dưới nè, móc cho mình vào cái chân móc này hai mũi móc đơn cùng chân móc, 1 và 2. Tiếp tục chân móc kế tiếp của hàng móc phía dưới này cũng móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân bên cạnh cũng tương tự, móc vào đây hai mũi móc đơn. Và cũng làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc ta móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Thì ở chân móc kế cuối của cái phần thân bên này, các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình cái chân kế cuối của hàng móc này nè. Đây, khi viền lại được thì cái chân kế cuối này và hai chân móc ở cái phần thân phía dưới, đồng thời chân kế cuối của cái phần kế bên, các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một chân ha. Ta sẽ tiến hành chụm lại ở cái góc vuông này nè, cái góc nhọn này nè. Đây, ta sẽ chụm lại 4 cái chân móc ở đây nè. Đâm kim vào chân móc kế cuối của cái hàng móc này. Đây, đâm kim vào chân móc này, sau đó kéo len qua chân móc. Giữ nguyên vị trí này cho mình nha. Sau đó tiếp tục đâm kim vào hai cái chân móc nè, thứ 19 và 20 ở phía dưới á. Đâm kim vào chân 19, kéo len, tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ 20 và kéo len.
và tiếp tục di chuyển kim cho mình đến cái hàng móc kế cuối của cái phần thân bên này và cũng đâm kim vào đây kéo len. Lúc này trên kim của mình nó có 5 mũi móc như thế này, các bạn sẽ tiến hành lấy len và kéo qua hết chân móc trên kim. Tiếp tục di chuyển kim đến cái chân móc kế bên của cái hàng móc này và móc vào đây 2 mũi móc đơn. Như vậy là phần chính giữa của hai cúp ngực mình đã chụm lại thành một chân như thế này ha. Nó sẽ không có cái độ hở nha. Làm tương tự cho các chân móc còn lại nè. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Ta sẽ viền lại cái phần viền này ha. Chân kế bên cũng móc 2 mũi móc đơn. Làm tương tự cho đến chân móc cuối cùng. Ở ba cái chân móc của hàng móc cuối cùng mà mình tạo ở đây nè, thì các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên ở đây và móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim đến chân móc thứ hai của cái hàng móc này và cũng móc vào đây một mũi móc đơn. Từ đây ta sẽ móc lên một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để ta có thể luồn ra phía sau và cột điều chỉnh ở phần cổ của bé ha. Đây, ta sẽ bắt đầu móc cái sợi dây như thế này. 1 2 3 4 5 Ở đây mình đã móc lên được 100 mũi móc xích. Thì để tạo cái độ dày cho sợi dây này, mình sẽ tiến hành dùng mũi giờ để móc cho các cái chân móc nha. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc thứ 100 một mũi dời. Hoặc nếu muốn sợi dây của mình nó có cái độ rộng hơn thì các bạn cũng có thể sử dụng mũi đơn cũng được nha. Ở đây mình sẽ sử dụng mũi dời nè. Tiếp tục chân kế bên cũng móc một mũi dời. Chân kế tiếp cũng móc một mũi dời. Lúc này sợi dây của mình nó sẽ có cái độ dài như thế này nè. Đây. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc cuối cùng, cũng móc mỗi chân móc là một mũi dời vào mỗi chân móc. Sau khi đã dùng mũi dời để tạo cái phần dây cài điều chỉnh thì tiếp tục ở cái chân móc ta bắt đầu móc của cái phần dây này nè, là cái chân móc thứ hai của ba cái mũi móc này, thì tiếp tục cái chân thứ hai này cũng móc tiếp cho mình một mũi móc đơn vào đây ha, để ta kết thúc cái đầu dây này. Móc vào đây một mũi móc đơn. Thì lúc này cái phần dây của mình nó sẽ hoàn tất như thế này nè. Tiếp tục chân móc còn lại của ba mũi móc này cũng móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim đến cái chân móc kế bên của cái phần bên này nè, của cái phần viền bên này. Móc vào đây 2 mũi móc đơn. Tiếp tục chân kế bên cũng 2 mũi móc đơn ha. Và làm tương tự cho mình cho đến cái chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Sau khi đã viền được một bên phần thân áo thì cái phần cúp ngực đầu tiên của mình hoàn tất. Đây ta có cái sợi dây như thế này. Thì tiếp tục cái chân cuối cùng sẽ là chân móc xích đầu tiên mà ta gây nên nè. Các bạn cũng đâm kim vào đây và móc một mũi móc đơn vào đây. Từ đây móc lên một sợi dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để ta có thể cột ra phía sau lưng ha. Và cái độ dày của sợi dây nó cũng tương tự như sợi dây mà ta móc ban đầu á. Ta cũng dùng mũi dời để tạo cái độ rộng cho sợi dây nhé.
Khi đã móc được một sợi dây tương tự như sợi dây ban đầu, thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần lai áo. Và để kết thúc được cái sợi dây này cũng tương tự như sợi dây ban đầu, ta sẽ đâm kim vào chân móc của mũi đơn mà ta bắt đầu móc lên cái phần dây á, cũng móc cho mình vào cái chân móc này một mũi đơn nữa. Móc vào đây một mũi đơn. Thì lúc này phần dây của mình nó sẽ hoàn tất như thế này. Tiếp tục các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở đây mình có cái sợi len thừa đầu tiên gây nên nè, cũng móc vào trong mũi móc luôn nha. Ta sẽ giấu vào trong mũi móc như thế này. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại. Ta sẽ móc các cái mũi móc đơn từ đây nè, móc cho đến cái góc nhọn tiếp theo mà ta gặp ở đây. Thì từ đây các bạn cũng móc cho mình vào chân cuối cùng một mũi móc đơn, sau đó tạo một sợi dây móc xích tương tự với các sợi dây mà ta móc ở đây. Và để kết thúc đầu dây này thì cũng móc một mũi đơn vào chân móc ta bắt đầu móc nè, sau đó viền lại cái phần thân áo bên cạnh. Cho đến cái phần đỉnh của cúp ngực ở đây thì cũng tương tự cho mình giống như cái phần cúp ngực bên hông. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn, chân thứ hai ta sẽ tạo một sợi dây, sau đó kết thúc ở chân thứ hai cũng móc thêm một mũi móc đơn. Tức là cái chân thứ hai này ta sẽ có hai mũi móc đơn nha, một mũi đầu và một mũi cuối để tạo và kết thúc cái sợi dây. Tức là ở cái chân móc thứ hai này ta sẽ có hai mũi móc đơn nha, tương tự như cái đầu bên này nè. Đây ta có hai mũi móc đơn để kết thúc và bắt đầu của cái sợi dây. Sau khi đã tạo ra được bốn đầu dây để cài điều chỉnh vào thân của bé, thì kết thúc cái đầu dây cuối cùng này cũng tương tự nè. Khi ta đâm kim một mũi đơn vào cái chân móc thứ hai rồi, thì tiếp tục cái chân thứ hai này cũng móc một mũi đơn để kết thúc cái phần dây. Sau đó tiếp tục móc vào cái chân móc của cái mũi kế bên á, là cái mũi cuối cùng của ba mũi móc xích ở hàng này nè, móc tiếp vào đây một mũi móc đơn. Và di chuyển kim đến cái chân móc của cái mũi móc đơn đầu tiên mà ta gây nên ở đây, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Thì sau khi đã giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc, thì lúc này cái phần thân áo của mình vừa hoàn tất. Các bạn sẽ móc thêm cho mình một mẫu hoa trang trí 5 cánh như thế này để mình trang trí vào chính giữa của phần cúp ngực nha. Và phối cho mình thêm một cái quần bikini ở đây. Thì mẫu này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi ha. Chúc các bạn thành công!